chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xử lý cái cây này. Đây là một cái cây lâm bồ, hay còn gọi là cây đề trắng ha. Do là cái lá nó giống lá bồ đề nhưng mà cái thân của nó là thân màu trắng. Còn cái cây bồ đề mà các bạn thấy ở trong các chùa thì cái thân này nó sẽ là màu nâu đỏ. Thì đây là một cái cây mà mình khai thác lụm đầu dưới mấy cái đường mà mình hay chạy bộ bên dưới á, thì nó đã bị các chú các anh mà làm bên cái bộ phận mà chăm sóc cây xanh rồi đi cắt cỏ đó thì họ cắt tùm lum hết á. Thì nó còn cái nhánh mình mới đem về là mình cấy nó vô cái cục đá mà thấy mình quấn dây kẽm không, rồi mình mới chôn nó xuống đất để mình trồng trồng cho nó lên lá cây nó xanh lên. Cái thì hôm nay mình sẽ đào nó lên và tụi mình sẽ cho nó vô cái chậu này. Chậu này nhìn không đẹp lắm, 25.000 này. Ok, và tụi mình sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên là cái chậu này nè, nó có cái lỗ. Và cái loại đất mà mình trồng là đất Akadama hay là Burmit. Thì cái lỗ này bạn bỏ đá rồi đất xuống là nó trôi ra hết. Do đó là tụi mình sẽ cần phải chặn nó lại. Thì có hai cách các bạn. Một là bạn mua cái miếng này miếng chuyên dụng, mình mua loại này hơi lớn xíu ha. Đó. Thì thông thường á, những cái loại mà chậu cái đường kính nó tầm khoảng 1 cm kiểu này á, thì mình sẽ cắt đôi nó ra, xài nó tiết kiệm xíu. Thật ra cũng không phải là tiết kiệm gì, nhưng mà cái này là nhựa, với lại là mỗi lần đặt mua á, thì có mấy ngàn bạc à, mà đặt thì phải đặt số lượng lớn rồi phải mua với lại cái hàng khác á, nên không tiện. Còn cách số 2 á, là nếu mà bạn kẹt quá đó thì đây là cái rọ mà đựng phân á, thì bạn lấy cái nắp này nè, cắt ra. Thì hôm nay bạn thích xài cái nào, hôm nay mình xài cái này đi ha, cắt cái này ra. Đó. Thì bạn sẽ có một cái nắp để bạn cho thoát nước mà nó cũng nhỏ nhỏ xinh đẹp luôn đó, thấy chưa. Thì đây là cái cách mà để bạn chữa cháy, bạn tận dụng. Còn cái cục này thì sau đó bạn vẫn có thể bạn sử dụng bạn bỏ phân bình thường, những cái loại mà phân cục lớn thì bỏ ở đây xong cắm vô bình thường, khỏi để nắp thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gắn nó lại. Mình sẽ dùng là một cái đoạn dây nhôm này thì mình cắt tầm khoảng 6-7 cm gì đó, thì thông thường là như vậy, 6-7 cm. Thì khi mà bạn gấp đôi lại mỗi bên còn 3 cm, thì đây bạn gấp bạn chừa ở chỗ này tầm khoảng 1 cm, bạn xỏn vô đây. Bạn sọt vô cái lỗ thì bạn cách nó ra, đừng có sọt sát quá ha. Để chi lát nữa mình sẽ nói cho. Đây, mình sẽ sọt ra xa hơn miếng. Đây, đó. Rồi, sau đó bạn ép nó xuống. Ép thẳng vô. Đó, bẻ này xuống rồi lát nữa sọt vô kia cho nó nhanh. Rồi, đây. Thả vô. Này, bạn thấy không? Đó, nó như vậy nè. Đó, thả vô. Mình không phải là một người làm clip bonsai kiểu làm clip ngắn nhanh ha. Mình làm từ từ thôi, quan trọng là tụi mình coi xong ai cũng thấy là làm sao. Đây là cái cách mà mình làm, mình cũng học hành coi mấy cái clip ở trên TikTok hay là mấy kênh xã hội khác thôi. Đó, sau đó mình quấn nó lại vậy là xong. Đó, rồi kiểm tra nè. Đó, cứng ngắc rồi. Thì do dưới kia nó có cục đá nên thành ra là mình sẽ bổ sung cho nó thêm một cái đoạn dây nhôm nữa, để lát nữa mình có cần thì mình sẽ lấy dây nhôm mình cột cục đá lại, còn nếu mà không cần thì thôi. Nhưng mà bỏ đất vô rồi thì sọt dây nhôm nó hơi khó nên thôi bây giờ mình cứ sọt trước, rồi nếu mà lát nữa mà mình gắn cái kia vô mà thấy nó không được á, không cần phải cột dây á, thì mình kéo cọng dây mình giật ra thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt dây nhôm. Rồi, đây là cái cọng dây nhôm. Thì cái dây này á, mình sử dụng dây nhỏ thôi, dây mảnh tầm khoảng 0.5 ly á. Thì bạn cắt cho dài ra, bạn thấy so nó với cái tỷ lệ cái chậu không, mình cắt dài ra là để làm chi, lát nữa mà mình cần mình quấn nhiều á thì mình quấn, còn nếu không á mình cắt lại. Mấy cái đoạn dây mà nhỏ mình cũng sử dụng cho việc khác được các bạn, đừng sợ nó tốn ha. Rồi, thì sau đó mình sọt nó vô một vài, cũng theo cái cách cũ thôi, là mình sọt nó xa xa nhau ra. Rồi, lên đó. Thì ở đây mình sẽ xoắn nó lại một cái đó. Rồi, để đây, mình kéo lên lại, dây nó cứng ngắc.
và trẻ nó ra vậy đó, vậy đó. Rồi để mình bỏ đất bỏ đá vô mình trồng á, rồi mình bỏ cây vô, xong rồi lát nữa mình coi mình cọc lại ha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái đất vô. Đất thì mình sẽ sử dụng là một ít đất trộn sẵn mà có đá pomit nè, cho cái lớp này ở dưới. Xong mình bỏ cái cây vô, chắc là thêm một ít akadama nè, thêm nữa, thêm đi. Bạn nên có những cái mâm hay là cái bàn dạng này ha, để bạn làm bonsai. Nó lát nữa khi nào bạn xong thì bạn cũng dễ lau chùi vệ sinh. Rồi bây giờ thì mình sẽ đào ông này lên đây. Các bạn thông cảm, mình có bàn tay nên thành ra là nó hơi khó à. Mình làm có một mình, đâu có ai quay phim cho đâu, tự quay á. Rồi ở đây là mấy cái đũa mà mua bánh cuốn rồi đem nhà, rồi không có sử dụng, hoặc là sử dụng xong thì cứ giữ đó. Đó mình sẽ khoét khoét nó ra. Đất này thì mình xài cái loại đất thật các bạn, cái loại đất mà bạn mua ở mấy cái tiệm ở ngoài chợ hay là mua cây á, mình tận dụng đó. Rồi ở đây lôi luôn cục đất lên coi. Cục đá nhập, chưa thấy hình thấy dạng gì hết. Rồi lấy ra, bỏ cái cục này xuống đi cho nó dễ chơi. Rồi đây coi nào, đèn thui chẳng thấy gì, hay chưa có rễ luôn trời. À đây đây đây, trời ơi, bây giờ sao ta, trồng tiếp hay là giữ nguyên vậy trồng? Ôi nan giải cho tôi rồi, tháo kẽm ra là nó có dấu hiệu nó bung ra nè. Wow chán nhỉ. Hôm nay tính lấy ra để làm luôn mà kiểu này chắc không được rồi, thôi kệ lỡ rồi. À, chơi thôi mà, tới đâu hay tới đó, không được làm lại. Đây cũng có một cái đường rễ các bạn. Ok good, đây xuất hiện đường rễ rồi. À, để cho nó chắc ăn á, thì bây giờ do cái rễ này là nó cũng cắm xuống sâu sâu rồi, thấy không? Đó là bây giờ mình sẽ có một cái đoạn dây, mình cột cái đoạn này lại cái là xong, mình sẽ tận dụng cái dây cũ này luôn. Đây cắt xa xa ra miếng. Nó rớt ra. Rồi tạm thời là bạn có thể cố định rồi đó, tốt rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống đây, quay cái đầu này ra đây cho nó đẹp đẹp tí xíu ha. Do là bên này nó có rễ, mình muốn lộ cái rễ ra nên mình sẽ trồng cái bố cục nó qua bên này để nó lộ rễ ra và cái tàn nó bay qua hướng bên này. Ok đó, mình sẽ bỏ xuống vậy. À, có lẽ như là tụi mình sẽ không cần đến dây nhôm rồi. Ok mình sẽ tháo nó ra, rất đơn giản các bạn, nãy gắn vô làm sao bây giờ kéo ra vậy thôi, bình thường đó, dựng thẳng thẳng lên vậy, xong kéo ra. Đó trả lại cái này,
Rồi, ok. Rồi, dẫn vô nè. Dẫn vô rồi ha. Bởi vì cái chỗ này đất á, nó đang là cái đất mà nó đất mùn ẩm ướt. Đó là mình sẽ bổ sung cho nó ít đất mùn ẩm ướt vô đây cho nó quen. Không có bị bỡ ngỡ, cái cây nó cũng giống như người các bạn. Mình quan niệm chuyển qua nhà lạ thì không quen. Wow. Đó. Mình bổ sung cho nó ít đất cũ cho nó quen thuộc, hơi đất quen thuộc, đó kiểu như vậy. Đó, vô vô đó, vậy thôi. Phía sau ít nữa đi, cái phía sau nó rải ra rồi đó thì nó cũng quen quen. Rồi sau đó mình sẽ cho cái loại đất Akadama của mình lên để cho nó thoát nước. Sẽ có rất nhiều những video clip trên mạng nói về Akadama giống như là một loại là đất thần thánh vậy đó. Thì quan điểm của mình nó không phải như vậy. Nó sẽ là cái loại đất tốt, chắc chắn là nó tốt rồi. Thì nó thoát nước tốt, xốp và nó đẹp nữa. Thêm nữa mắc tiền. Vậy chứ 30.000 ký không biết mua vậy có mắc không, không biết. Nhưng mà 30.000 ký là nó mắc tiền không mua gạo nữa các bạn. Gạo SD25 cũng đâu đó khoảng hai mấy ngàn. Đi mua đất mua 30.000. Phải chỉ mua được miếng đất. Chỗ này là mua bịch đất. Đó. Thì Akadama bạn thấy bỏ lên là nó đẹp. Rồi, ok. Sau này thì có thể mình sẽ sửa lại cái cây này, mình sẽ lôi cái cục đá cho nó cao cao lên một xíu rồi mình gia cố nó lại. Cục đá này nó hơi thấp, nhưng mà tại vì bây giờ mình phải chôn nó thấp xuống, bây giờ là cái bộ rễ của nó đang nằm bên dưới. Thì cái cây lâm vồ này các bạn, thật ra là nó rất là dễ sống, nên thành ra là mình chơi nó cũng dễ lắm. Rồi, bây giờ thì do là cũng ổn ổn rồi, mình sẽ sử dụng một cái kéo mình cắt tỉa mấy cái lá thừa thừa đi. Mình sẽ cắt này nè. Đó, sẽ lộ ra, lộ từ từ ra, mình chừa lại ít lá thôi. Cây này toan rồi nè. Đó, rờ vô nó cũng sụp xịt, cậy nó. Thật ra ông mấy anh lâm vồ kiểu này nó dễ sống lắm các bạn. Cải đây đó, chừa như đây thôi là mình thấy là ổn ổn rồi. Cắt thêm mấy cái này nữa coi. Kéo này hơi lớn, chơi cây mini có lẽ mình phải mua thêm cái kéo nhỏ nhỏ đó. Ok, rồi xong rồi đó các bạn, thành phẩm. Được không? Cũng ok chứ ha. Rồi, kính chúc các bạn ngày vui, luôn luôn no đủ, luôn luôn hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui tao nhã trong niềm vui bonsai. Goodbye, đây là kênh Bonsai TV.